Xin chào 500 anh em, lại là phẳng phẳng của công đây. Công này, ở đây có ông nào về ra mắt nhà gấu mà run như cầy sấy hay không? Có khi chỉ cần bố mẹ nàng mà ho nhẹ một cái là hồn vía lạc tận nơi nào rồi nhỉ? Nếu ông nào cũng như vậy thì một lời khuyên cho các ông là hãy sang Kenya mà lấy vợ đi nhé. Vì ở đó không những bố mẹ ưng thuận tất cả các chàng trai của con gái mà còn cho phép đôi chim gì được ngủ cùng luôn với gia đình ngay trong buổi gặp đầu tiên nữa đấy nhé. Các ông đang nghĩ tới cảnh chật trội khó làm việc ư? Thế thì quên đi, vì ở đó người ta còn ngủ tận 10 người trên một cái giường cơ mà. Nghe hay ho không? Vậy nên để biết họ hành sự như thế nào thì hãy cùng Thế Giới Phẳng đi khám phá ngay về bộ tộc này nhé. Và nhân vật mà chúng ta nhắc đến ngày hôm nay chính là bộ tộc Samburu, sống tại làng Ewaso, miền Bắc Kenya. Đây được coi là bộ tộc cổ xưa nhất trên thế giới, bởi cho đến ngày nay họ vẫn sống theo kiểu truyền thống và không hề bị lai căng hay ảnh hưởng gì từ cuộc sống hiện đại cả. Cũng giống như người hàng xóm Maasai, bộ tộc Samburu sinh sống chủ yếu nhờ chăn nuôi gia súc, cho nên thức ăn chủ yếu của họ cũng chỉ toàn là ngô và sữa bò. Người đời thì vẫn hay gọi họ là bộ tộc người bướm bởi cách ăn mặc của họ vô cùng sặc sỡ. Thay vì những tông màu trầm tối như đa số bộ lạc ở châu Phi, thì người Samburu lại ưu tiên chọn những gam màu sáng rực như đỏ, cam hay là xanh nõn chuối. Chính vì vậy nên nếu ông nào có vô tình lạc tới vùng đất này mà thấy những người thổ dân với vẻ ngoài không khác gì chú hề, thì cứ auto đoán đó là người Samburu nha. Ngoài ra thì chỗ che mưa che nắng của người Samburu cũng vô cùng đặc biệt. Chứ không những chỉ có vẻ ngoài lụp sụp mà nó còn mang cả cái mùi thum thủm nữa công ạ. Theo đó thì những ngôi nhà truyền thống sẽ được dựng khung bằng những tấm gỗ và những cành cây nhỏ. Sau đó họ sẽ lắp bùn đất kết hợp với phân bò để tạo độ kết dính. Mặc dù quá trình xây dựng rất đơn giản và rẻ tiền, nhưng chúng thực sự là những căn nhà kiên cố, thậm chí còn không bị dột trong mùa mưa bão, chỉ mỗi tội là hơi ra mùi mà thôi. Xong nào đã đủ, ở trong căn nhà mà xung quanh toàn là xít đã khổ rồi, thế nhưng mà những người trong bộ tộc Samburu còn phải chịu cảnh 10 người chung một giường nữa cơ. Không phải vì họ không có điều kiện làm thêm một chiếc giường, cũng chẳng phải không có điều kiện xây thêm một căn nhà xít như vậy, mà đơn giản là vì đó là truyền thống mà người Samburu thì lại vô cùng trân trọng điều đó. Trong nhà của người Samburu chỉ có duy nhất một chiếc giường được phủ rất nhiều vải và tấm da bò chồng lên nhau để tạo độ êm cũng như là ấm áp trong mùa đông. Và thường thì mỗi khi đêm về, tất cả các thành viên trong gia đình sẽ đều ngủ chung trên một chiếc giường đó. Nhà nào ít người thì ngủ ít, mà nhiều người thì ngủ nhiều. Tuy nhiên hầu hết thì các gia đình ở Samburu đều phải có từ 10 thành viên trở lên, bởi mỗi người đàn ông ở đây thường sẽ lấy từ 2 cho tới 3 người vợ, mà mỗi người vợ sẽ sinh từ 2 đến 3 người con, cho nên số hộ nhân khẩu cũng khó mà dưới con số 10 được. Tới đây có ông nào thắc mắc rằng việc ngủ chung như vậy có ảnh hưởng gì tới chuyện ấy của vợ chồng hay không? Câu trả lời là không. À, đúng ra thì phải là họ đã quá quen rồi. Ai ngủ cứ ngủ, ai thức cứ thức. Chuyện của ta là cứ phải làm xong vài hiệp thì mới yên thân được. Không thôi trong người cứ dạo dực thì con mà thức tới sáng cũng không hết. Và thế là trong một căn nhà nhỏ, cùng với sự tồn tại và chứng kiến của các thành viên, các cặp vợ chồng vẫn vô tư hành sự như một lẽ thường tình. Còn những đứa trẻ khi được chứng kiến cảnh ấy, chúng cũng sẽ phát sinh những nhu cầu 18 cộng của bản thân ngay từ khi còn rất sớm. Ở bộ tộc Samburu thì 15 tuổi đã được coi là độ tuổi trưởng thành. Ở độ tuổi này các bé gái sẽ bắt đầu mặc những bộ trang phục và đeo thêm trang sức để tăng thêm nét cuốn hút cũng như là hấp dẫn hơn trong mắt phái mạnh. Đặc biệt là sau khi đã đủ 15 tuổi, các bé gái sẽ được phép rủ trai lạ về nhà mình. Chúng sẽ được thỏa thích hưởng lạc cùng với rất nhiều người đàn ông lạ mặt để có thể chọn ra được người mà chúng ưng ý nhất. Và tất nhiên địa điểm cho những cuộc vui chơi quên lối về ấy cũng là trên chiếc giường huyền thoại kia. Nghe thì cứ tưởng sướng đấy, thế nhưng các ông không biết được rằng phía sau những cuộc mây mưa thác loạn như vậy lại là những nỗi đau thấu trời xanh mà người Samburu hay gọi là cái giá phải trả cho sự trưởng thành. Bởi vì sau một thời gian được thỏa thích hưởng lạc với hoa thơm của lạ bên ngoài, thì trước khi kết hôn, các cô gái sẽ chính thức bước vào một cuộc thử thách đầu đời. Họ sẽ phải trải qua một tập tục hết sức kinh dị là cắt cô bé. Theo đó thì cứ đến hẹn lại lên, mỗi năm bộ tàu Samburu sẽ chọn ra một ngày đẹp trời để tiến hành tập tục này. Và đối tượng được trải nghiệm sẽ là những cô gái sắp sửa kết hôn. Họ sẽ tập trung tại một địa điểm trong bộ tộc, rồi lần lượt từng cô gái sẽ bước tới bàn thực hiện cắt cái ấy. Các gia làng trong tộc sẽ là người thực hiện trọng trách cao cả này. Họ sẽ lấy một con dao lam, rồi từ từ cắt đi cái nụ hoa ấy, sau đó kết thúc bằng việc khâu sống nó lại. Người Samburu cho rằng, việc này sẽ khiến người phụ nữ không còn hưởng thụ được sự thăng hoa trong những cuộc mây mưa nữa. Từ đó họ sẽ không thể nào nghĩ tới chuyện ngoại tình hay đi tìm của lạ bên ngoài. Và rồi lúc này thì cái ấy của người phụ nữ sẽ chỉ còn được coi là công cụ phục vụ các ông chồng và gia tăng sản xuất mà thôi. Còn bà nào mà xui xẻo không đẻ được ấy là kiểu gì cũng bị cả gia đình tổng xỉ vả rồi kiếm cớ đuổi về nơi sản xuất.
Bà nào may mắn hơn thì được giữ lại, nhưng sẽ phải chịu cảnh sống chung chồng với một người đàn bà khác. Đúng là đã là đàn bà thì thời nào cũng thấy khổ các bà nhỉ. Tuy nhiên thì ở bộ tàu Sambura thì đàn bà mà khổ 10 thì cánh mày râu ít cũng phải khổ 8 đến 9 phần đấy nhá. Bởi ở đây dù các ông có là ai, có quyền cao chức trọng như thế nào, cũng khó mà tránh khỏi được cửa ải của cái gọi là sự trưởng thành. Đối với các nam nhân ở Samburu, cứ bước vào độ tuổi 15 là các cháu sẽ được tập hợp lại để các tộc trưởng thực hiện màn cắt đầu con cừu. Tuy nhiên nếu là nữ thì còn được coi là trưởng thành, nhưng ở nam thì nghi thức đó mới chỉ được coi là màn dạo đầu của các chàng trai mà thôi. Song ngược lại, việc các bé gái bị cắt cô bé sẽ khiến họ phải chịu nỗi đau thể xác vô cùng kinh khủng. Cùng với việc giảm hưng phấn khi yêu, thì đối với các chàng trai, việc cắt cái đó sẽ giúp sức khỏe sinh lý của họ tốt lên, có khi còn dễ chạm đỉnh hơn những người không cắt ấy chứ. Và rồi tới 7 năm sau, những đứa trẻ này mới được tham gia vào nghi lễ trưởng thành, để chứng tỏ mình đã đạt địa vị cao trong xã hội, mà chúng ta vẫn hay gọi là đàn ông. Nghi lễ đó có tên là Moran, thường được diễn ra vào cuối tháng 8, và là thời điểm đánh dấu các thanh niên trai trai chính thức được công nhận là một người đàn ông thực thụ, là một thủ lĩnh trong tương lai và có trọng trách bảo vệ cộng đồng, bộ tộc. Trong buổi lễ, mỗi chiến binh sẽ bắt buộc phải tự tay giết chết một con bò, sau đó uống máu trực tiếp từ vết thương trên cổ nó. Người nào giết bò càng nhanh thì càng được công nhận sức mạnh và nhận được sự chú ý từ các cô gái trong tộc. Chính vì lý do đó cho nên trước khi lễ hội diễn ra một tháng, các chàng trai đã đua nhau luyện tập để mong rằng có thể trở thành người hùng trong mắt các nàng. Thường thì lễ hội Moran sẽ được kéo dài trong suốt cả một tuần. Trong thời gian này, các thần dân của bộ lạc sẽ mặc những bộ trang phục rực rỡ, tay đeo vòng nhiều màu sắc cùng rất nhiều đồ trang sức để hòa mình vào những vũ hội sôi động, chúc mừng những chiến binh của bộ lạc đã chính thức trưởng thành. Và đương nhiên là sau lễ hội này, các chàng trai Samburu sẽ được phép kết hôn sau những lần dạo chơi với các cô gái. Song buồn cười ở chỗ là đàn ông ở Samburu chỉ được quyền ứng cử chứ không được phép chọn vợ. Và nguyên nhân thì như tôi đã nói rồi đấy, các cô gái sẽ là những người quyết định họ sẽ lấy ai sau những màn mây mưa thử nghiệm ấy. Tuy nhiên ngược lại thì đàn ông ở đây lại được phép lấy bao nhiêu vợ tùy thích với điều kiện cần và đủ là họ có thể nuôi được các bà vợ. Và rồi kể là 1, 2 hay là 10 vợ thì tất cả đều sẽ nằm chung trên một chiếc giường trong một căn nhà làm bằng phân bò kia. Đấy các ông thấy không? Chứ ở đâu mà cái giá phải trả cho sự trưởng thành lại đau đớn, gian nan và nghiệt ngã đến vậy? Nếu là các ông ấy thì các ông có sẵn sàng trải qua đau đớn để đổi lại là thật nhiều bà vợ như các thanh niên ở Samburu hay không? Comment ngay ý kiến của các ông trong phần bình luận bên dưới video này nhé! Còn bây giờ thì thời lượng của Thế Giới Phẳng cũng xin phép được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong các series đọc và lại tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì bye bye!